Thầy chào các em, như vậy hôm nay chúng ta sẽ vào tiết thứ 26 của lớp 7 môn âm nhạc. Tiết 26 chúng ta sẽ học bài hát Katyusha. Đây là bài hát nhạc Nga, lời Việt Phạm Tuyên, nhạc của ông Blanter Nga, lời Việt Phạm Tuyên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài hát nhé. Nhạc sĩ Blanter là ông sinh ngày 10 tháng 2 năm 1903, ngày mất ngày 24 tháng 9 năm 1990, xuất thân trong một gia đình thợ thủ công nghèo. Cuộc đời ông để lại cho chúng ta hơn 2.000 bài hát. Còn riêng người viết lời Việt đó là nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông sinh ngày 12 tháng 1 năm 1930. Ông đó là một nhạc sĩ có rất nhiều đóng góp cho nền âm nhạc của Việt Nam. Các tác phẩm như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng, Chiếc Đèn Ông Sao, vân vân. Bây giờ chúng ta nhìn nha, cái khu vực giới hạn tô đậm màu vàng đó là ranh giới của nước Nga. Đây ha. Kazakhstan vân vân. Nước Nga là phần chúng ta giới hạn bởi màu vàng rất là rộng lớn. Thủ đô của nước Nga đó là Moscow. Chúng ta thấy có điện Kremlin và đây là bờ hồ thủ đô Moscow. Tiếp theo, thủ đô Moscow có điện Kremlin là một kỳ quan rất nổi tiếng ở thế giới. Đặc biệt, nước Nga là quê hương của nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ nổi tiếng trên thế giới. Như nhà thơ Pushkin, đây là hình ảnh nhà thơ Pushkin. Rồi, họa sĩ Levitan. Đây là nhạc sĩ Levitan. Rồi, nhạc sĩ Tchaikovsky. Nhạc sĩ Tchaikovsky. Nhiều bài hát Nga đã trở nên thân thuộc với mỗi người dân Việt Nam như Chiều Moscow, Đôi Bờ, Chiều Bông Hồng, Đỏ Thắm, vân vân. Nước Nga là quê hương của các cuộc cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại của lãnh tụ thiên tài Lenin. Đây là quê hương của Lenin. Bài hát Katyusha chúng ta đã nhìn thấy ở trên, đúng không? Và dịch lời Việt Phạm Tuyên. Chúng ta thấy bài hát được viết theo nhịp. Nhịp 2-4. Cách hát thì hát một cách nhanh vui. Các ký hiệu âm nhạc đặc biệt như người ta có sử dụng các ký hiệu đó là dấu, nhắc lại. Chúng ta sẽ nhắc lại từ cái chỗ đoạn Kìa Bóng Ai Thấp Thoáng cho tới Chan Hòa. Chúng ta sẽ hát lại 2 lần. Ngoài ra người ta còn sử dụng dấu luyến ngay cái chữ thấp và chữ mến nối từ nốt rế xuống đô và xuống đô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học bài hát Katyusha nhé. Trước khi học hát thì chúng ta sẽ phân đoạn luôn. Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ. Câu 1. Câu 2. Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ. Câu 3. Kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Katyusha. Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hòa. Như vậy ở câu 3 và câu 4 chúng ta sẽ hát lại. Sẽ hát 2 lần ha, có dấu nhắc lại.
Bây giờ trước khi tập hát thì mình sẽ tiến hành luyện thanh trước cho thầy. Chúng ta sẽ luyện thanh cho thầy chữ nô và chữ na. Nô na. Nô na. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Thầy mời các em cùng với thầy khởi động giọng. Ta vừa mới luyện thanh xong nha. Thầy mời các em cùng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe người ta hát mẫu cái bài hát Ca Chiêu Sa trước. Nở đôi lặng lời trôi mặt nước đã lo sương mờ kia mong ai tha thân ngã trên cả chiêu xa giữa trời mây dòng sông nắng tê tràn hòa kia mong ai tha thân ngã trên cả chiêu xa giữa trời mây dòng sông nắng tê tràn hòa gửi về ai lời hát thiết tha từ xóm làng từ bờ sông gửi tới cánh chim đại bàng người chiến sĩ Rồi chúng ta vừa mới nghe hát xong bài hát Ca Chiêu Sa. Bây giờ mình sẽ tập từng câu nhé. Câu 1 chúng ta sẽ hát: Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ. Để chúng ta nghe nè. Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ. Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ. Dòng chúng ta kéo dài một chút. Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ. Chữ dòng và chữ xưa chúng ta kéo dài
còn lại chúng ta sẽ hát nhanh cho thầy. Dòng sông xưa, rừng táo trắng hoa nở đôi bờ, hai ba. Dòng sông xưa, rừng táo trắng hoa nở đôi bờ. Lại lần nữa, hai ba. Dòng sông xưa, rừng táo trắng hoa nở đôi bờ. Rồi bây giờ câu hai. Dòng câu hai, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ, lặng hai ba. Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ, hai ba. Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ, lặng lờ trôi, hai ba. Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ. Lần thứ ba, lần nữa cho thầy. Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ. Lặng giờ tiếp theo chúng ta sẽ ráp câu 1 và câu 2 luôn nha. Dòng sông xưa, rừng táo trắng hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ. Lặng lờ trôi, chữ lặng chữ trôi chúng ta cũng ngân dài, chúng ta nghe. Dòng sông xưa, rừng táo trắng hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ. Rồi hát lặp một lần nữa nha. Dòng hai ba. Dòng sông xưa, rừng táo trắng hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ. Rồi lại một lần nữa thầy ơi. Rap hai câu. Dòng sông xưa, rừng táo trắng hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ. Dòng tiếp theo câu 3, nó chú ý nha, câu 3 chúng ta sẽ hát cao lên. Kìa bóng ai thơ hấp thoáng đó trên cà chiêu xa. Chữ thấp chúng ta luyến từ cao, từ rế xuống đô nha. Kìa bóng ai thơ hấp thoáng. Kìa hai ba. Kìa bóng ai thơ hấp thoáng đó trên cà chiêu xa. Chúng ta hát thử nha, hai ba. Kìa bóng ai thơ thoáng đó trên cà chiêu xa. Lại lần nữa. Kìa bóng ai thơ thoáng đó trên cà chiêu xa. Rồi. Lại nữa cho thầy coi, hai ba. Kìa bóng ai thơ thoáng đó trên cà chiêu xa. Kìa bóng ai thơ thoáng đó trên cà chiêu xa. Kìa bóng ai thơ thoáng đó trên cà chiêu xa. Rồi tiếp câu 4. Giữa trời mây, dòng sông nắng tươi chan hoa. Giữa kéo dài chữ giữa và chữ mây. Giữa giữa trời mây, dòng sông nắng tươi chan hoa. Giữa trời mây, dòng sông nắng tươi chan hoa. Hai ba. Giữa trời mây, dòng sông nắng tươi chan hoa. Trời mây, hai ba. Giữa trời mây, dòng sông nắng tươi chan hòa. Giữa trời mây, giữa trời mây. Giữa trời mây, dòng sông nắng tươi chan hòa. Giữa trời mây, trời mây chúng ta hát nhanh lên. Giữa trời mây. Lại lần nữa rồi. Giữa trời mây, dòng sông nắng tươi chan hòa. Trời mây, dòng sông nắng tươi chan hòa. Rồi tiếp theo chúng ta ráp cả câu 3, câu 4 luôn nha. Kìa bóng ai thơ hấp thoáng đó trên cà chiêu xa. Giữa trời mây, dòng sông nắng tươi chan hòa. Kìa bóng ai thơ hấp thoáng đó trên cà chiêu xa. Giữa trời mây, dòng sông nắng tươi chan hòa. Rồi lại một lần nữa thầy coi, 2, 3. Kìa bóng ai thơ thoáng đó trên cà chiêu xa. Giữa trời mây, dòng sông nắng tươi chan hòa. Kìa bóng ai hai ba. Kìa
Rồi bây giờ chúng ta thử hát cả bài luôn nha. Chúng ta sẽ hát lời cả bài luôn. Chúng ta mới hát xong bài này, bài ca chiêu xa, nhạc của Nga. Giới thiệu thêm bài hát ca chiêu xa. Bài hát ca chiêu xa nói về một loại tên lửa mà người ta đặt tên là ca chiêu xa. Tên lửa này có thể bắn trúng máy bay, bắn bắt phát bắn trúng không nào. Khi mà nó bắn lên thì có thể là hạ gục một máy bay. Nó được chứa trên một chiếc xe thiết giáp hoặc là một dàn bệ phóng của nó. Đây, bệ phóng. Rồi, như vậy chúng ta vừa mới học xong bài hát ca chiêu xa, nhạc của Nga, lời Việt. Lời Việt, Phạm Tuyên, Về nhà. Chúng ta cố gắng hát thuộc lời bài hát ca chiêu xa, kết hợp vỗ đệm tay, tập thể hiện sắc tái thật là vui tươi và sôi nổi. Và sau khi hát xong thì mình sẽ nêu lên những cảm nhận của em sau khi học xong bài hát. Cụ thể nói về nội dung của bài hát. Như vậy bài học của chúng ta tới đây là kết thúc.